chào quý vị, trong bản tin ngày 23 tháng 7, mời quý vị theo dõi một số tin chính như sau. 2 liều vaccine có thể được tiêm cho những người đã bị nhiễm COVID-19. Những điều cần biết khi đi qua biên giới Mỹ. Mối lo ngại về chất lượng không khí tăng cao do khói từ 166 vụ cháy rừng ở Tây Bắc tỉnh Ontario. Dự báo gió giật mạnh ở tỉnh BC thay đổi hướng, tạo ra những thách thức mới cho đội chữa cháy rừng. Gián đoạn dịch vụ Internet hàng loạt ở Canada và trên toàn thế giới. Ban Cố vấn Khoa học COVID-19 của tỉnh Ontario đưa ra khuyến nghị về chứng chỉ vaccine. Tỷ lệ văn phòng trống ở trung tâm thành phố Calgary đạt mức cao mới 29,2%. Một số xe hơi cũ đang được bán với giá như xe mới, đây là lý do tại sao, và bạn có nên mua xe cũ? Và trong bản tin thế giới, nghiên cứu mới cho thấy vaccine Pfizer và AstraZeneca có hiệu quả chống lại biến thể Delta. Ngân hàng Trung ương châu Âu cam kết lãi suất thấp trong thời gian lâu hơn khi virus lan rộng. Trung Quốc bác bỏ kế hoạch nghiên cứu thêm về nguồn gốc COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Hoa Kỳ hỗ trợ thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Và một số cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới. Hoàng Anh cùng Tuấn Liêm xin thân ái kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Ngay sau đây, Tuấn Liêm sẽ mở đầu bản tin chi tiết. Hai liều vaccine có thể được tiêm cho những người đã bị nhiễm COVID-19. Quỹ ban cố vấn vaccine của Canada đã đề xuất một loạt 2 liều vaccine COVID-19 đã được phê duyệt cho những người đã bị nhiễm coronavirus trước đây. Ủy ban cố vấn quốc gia về tiêm chủng, gọi tắt là NACI, cập nhật khuyến nghị của mình hôm thứ Năm, nói rằng loạt vaccine COVID-19 hoàn chỉnh có thể được cung cấp cho những người từng bị xác nhận là nhiễm SARS-CoV-2. Khi đưa ra khuyến nghị, ban cố vấn đã xem xét dữ liệu từ các nghiên cứu thực tế. Một số dữ liệu bao gồm phản ứng miễn dịch bảo vệ từ việc bị nhiễm coronavirus trước đó, tạo ra một sự ngăn ngừa tái nhiễm. Các cá nhân đã bị nhiễm virus phản ứng như thế nào sau 1 hay là 2 liều vaccine COVID-19 và sự an toàn của việc tiêm 2 liều vaccine đã được phê duyệt. Trong một tuyên bố của Chủ tịch NACI, tiến sĩ Shelley Dix cho biết, bằng chứng mới nhất là hiểu biết của chúng tôi về miễn dịch học cho biết rằng những người đã bị nhiễm bệnh trước đó sẽ có đủ sự bảo vệ vài tháng sau khi bị nhiễm bệnh. Và điều này được cải thiện sau liều tiêm đầu tiên của vaccine COVID-19. Tuy nhiên, ban cố vấn cũng khuyến cáo rằng những người đã bị nhiễm bệnh trước đó nên chờ khoan tiêm vaccine cho đến khi qua khỏi các triệu chứng của bệnh COVID-19 và không còn khả năng lây bệnh cho người khác. Các yếu tố khác, chẳng hạn như là mức độ lây truyền COVID-19 trong cộng đồng và sự lưu hành của các biến thể và nguy cơ phơi nhiễm coronavirus và bệnh tình nặng nhẹ của một cá nhân, cũng cần được tính đến khi quyết định thời điểm tiêm chủng. Những điều bạn cần biết khi đi qua biên giới Hoa Kỳ. Những du khách Hoa Kỳ muốn đến thăm Canada đã nhận được tin vui vào hôm thứ Hai khi chính phủ liên bang thông báo sẽ mở cửa biên giới cho các công dân Hoa Kỳ đã được tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, người Canada muốn qua biên giới đất liền của Hoa Kỳ thì lại cảm thấy bất ngờ vì không có thỏa thuận tương tự từ Hoa Kỳ. Dưới đây là các quy tắc hiện tại để nhập cảnh vào Hoa Kỳ, bao gồm cả những quy tắc có thể thay đổi. Mặc dù biên giới đường bộ Hoa Kỳ vẫn đóng đối với những chuyến đi cho mục đích không thiết yếu cho tới ít nhất là ngày 21 tháng 8, người Canada vẫn có thể vào Hoa Kỳ bằng đường hàng không. Họ phải xuất trình bằng chứng về xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện không quá 3 ngày trước chuyến bay. Và sau đó khi trở lại Canada, du khách phải xuất trình bằng chứng về xét nghiệm âm tính được thực hiện ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính phủ Canada cho biết, đến ngày 9 tháng 8, du khách có thể làm xét nghiệm khi rời Canada và sử dụng nó để nhập cảnh vào Hoa Kỳ và trở về Canada, miễn là họ ở Hoa Kỳ dưới 72 giờ. Chuyên gia chính sách đối ngoại Edward Alden cho rằng Hoa Kỳ đang đợi cho đến khi sẵn sàng mở cửa lại đường biên giới chung trên đất liền với Mexico, vốn cũng bị đóng cửa đối với các chuyến đi không thiết yếu. Giáo sư Alden cho biết, Sẽ rất khó xử cho chính quyền này nếu họ dỡ bỏ các hạn chế đối với Canada mà không đồng thời dỡ bỏ các hạn chế biên giới trên đường bộ đối với Mexico. Theo ông, thì Hoa Kỳ không vội vàng mở lại biên giới với Mexico vì những hậu quả đã được lường trước. Đó là một làn sóng những người tị nạn cùng với phản ứng dữ dội từ các đảng viên của đảng Cộng Hòa, phản đối các chính sách nhập cư của Tổng thống Biden. Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu Hoa Kỳ có bắt buộc du khách Canada phải tiêm phòng đầy đủ khi họ được phép vào Hoa Kỳ bằng đường bộ hay không. Điều đó hiện không phải là một yêu cầu đối với du khách Canada vào Hoa Kỳ bằng đường hàng không. Nếu Hoa Kỳ đưa ra yêu cầu này, điều đó có thể gây rắc rối cho hơn 2,6 triệu người Canada đã tiêm hai loại vaccine COVID-19 khác nhau. Vì Hoa Kỳ hiện không công nhận việc trộn vaccine COVID-19. Tuy nhiên, CDC cho biết trộn hai loại vaccine mRNA, Pfizer và Moderna sẽ được chấp nhận trong các tình huống ngoại lệ, chẳng hạn như khi tiêm vaccine sử dụng cho liều đầu tiên không còn nữa. Quy tắc đó không được áp dụng cho nhiều người Canada đã tiêm vaccine AstraZeneca Oxford và sau đó là vaccine mRNA. Một số hãng du thuyền biển cruise ship đang tuân theo chỉ thị của CDC cho các chuyến đi của họ khởi hành từ Hoa Kỳ, nơi đó hành khách phải được tiêm phòng đầy đủ. Norwegian Cruise Line không công nhận những hành khách đã được tiêm chủng đầy đủ với hai loại vaccine khác nhau. Princess Cruises, Carnival và Holland American không công nhận những người đã trộn vaccine AstraZeneca và vaccine mRNA. Mối lo ngại về chất lượng không khí tăng cao do khói từ 166 vụ cháy rừng ở Tây Bắc Ontario. Tuyên bố về chất lượng không khí đã được ban hành cho các khu vực phía Tây Bắc Ontario khi có hơn 160 đám cháy bùng lên vào sáng thứ Năm. Dịch vụ hàng không, cháy rừng và khẩn cấp cho biết nguy cơ hỏa hoạn vẫn ở mức cao đến mức cực điểm ở các khu vực phía Đông, cũng như ở các khu vực thuộc quận Red Lake, Dryden và Sioux Lookout. Nhưng ở phía Tây Nam và vùng viễn Bắc thì nguy cơ hỏa hoạn ở mức thấp đến trung bình. Lượng mưa gần đây đã làm chậm một số đám cháy lớn hơn, bao gồm cả đám cháy ở Red Lake 65, cách Poplar Hill First Nation khoảng 7 km về phía Tây Bắc. Lượng mưa đã giúp cho nỗ lực dập tắt lửa tại Red Lake 51. Đám cháy này có diện tích khoảng 51.000 ha và đốt cháy 24 km về phía Tây của Deer Lake First Nation, cộng đồng nơi đây đã được sơ tán. Điều kiện khô hơn và ấm hơn dự kiến sẽ trở lại trong tuần này ở các khu vực có hai đám cháy đó, có khả năng sẽ làm cho tình hình nghiêm trọng hơn. Cơ quan Môi trường Canada đã ban hành các tuyên bố về chất lượng không khí do khói cháy rừng cho các khu vực ở Anticokin, Dryden, Agnes, Fort Francis, Kenora, Red Lake, Picantican và Sioux Lookout vào thứ Năm. Vùng cháy bị hạn chế tiếp xúc vẫn có hiệu lực ở các quận Kenora, Fort Francis, Dryden và Thunder Bay và các phần của Sioux Lookout, các quận Red Lake và Nipigon. Đốt lửa ở ngoài trời tại những khu vực này đều bị cấm. Tuần trước, tỉnh đã ban hành lệnh khẩn cấp cho vùng Tây Bắc Ontario, cho phép Ontario thực hiện các biện pháp đặc biệt để bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ tài sản quan trọng. Vào đầu tuần này, tỉnh thông báo các hạn chế mới đối với một số hoạt động khai thác mỏ, đường sắt, xây dựng và vận tải, vì các ngành này có thể gây ra tia lửa và tạo hỏa hoạn. Các hạn chế áp dụng cho một số hoạt động cụ thể sử dụng máy móc hạng nặng, có vỏ xe là cao su và không có di truyền, và mài sản xuất đường sắt trong khu vực. Đây là lần thứ hai tỉnh phải công bố các hạn chế đối với vùng Tây Bắc theo lệnh khẩn cấp. Hôm thứ Hai, tỉnh đã công bố các hạn chế đối với việc sử dụng thiết bị cơ giới hóa và cưa điện dùng để khai thác hoặc chế biến gỗ, cũng như hàn, đốt và mài. Các hạn chế sẽ vẫn được áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Dự báo gió giật mạnh ở tỉnh BC thay đổi hướng, tạo ra những thách thức mới cho đội chữa cháy rừng. Tốc độ và hướng gió đã ảnh hưởng đáng kể đến tình hình cháy rừng ở tỉnh BC trong 2 ngày qua, và dự báo hôm thứ Năm cho thấy gió sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong đặc tính các đám cháy. Cơ quan chống cháy rừng BC Wildfire Service đã đưa ra lời khuyên về gió cho các khu vực Nam và phía Đông Nam khu Interior nội địa. Theo đó, thì hoạt động của gió có thể tác động đáng kể đến sự phát triển của đám cháy ở những khu vực này, tốc độ lan truyền của đám cháy có thể sẽ tăng lên và hướng phát triển của đám cháy có thể thay đổi nhanh chóng. Các luồng gió dự kiến sẽ chuyển hướng vào thứ Năm và gió giật có thể lên tới 40 km/h ở các khu vực phía Nam Interior và 50 đến 70 km/h ở phía Đông Nam. Điều này có thể tạo ra các tình huống nguy hiểm cho việc chữa cháy khi các đầu đám cháy thay đổi và tốc độ gió khiến đám cháy lan rộng và nhiên liệu trở nên khô hơn. Gió có thể sẽ dịu vào thứ Sáu nhưng có thể quay trở lại vào cuối tuần. Gần 3.400 km² đất đã bị đốt bởi trận cháy rừng kể từ ngày 1 tháng 4. Tính đến sáng thứ Năm thì có hơn 4.300 bất động sản ở tỉnh BC đã được lệnh sơ tán, trong khi khoảng 17.700 người khác được thông báo chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Sự cố ngừng hoạt động hàng loạt làm gián đoạn dịch vụ Internet ở Canada và trên toàn thế giới. Hàng ngàn trang web và dịch vụ kỹ thuật số trên khắp thế giới đã ngưng hoạt động vào thứ Năm sau khi công ty điện toán đám mây Akamai gặp sự cố gọi là sự cố dịch vụ. Akamai là một công ty có trụ sở tại Massachusetts, Hoa Kỳ, có các dịch vụ hoạt động đằng sau hậu trường để giữ cho phần lớn mạng Internet hoạt động, cho biết trên trang web của mình rằng họ nhận thức được một vấn đề đang nổi lên với dịch vụ HDNS. DNS là viết tắt của Domain Name System, nói một cách đơn giản là cách giao thức Internet mà địa chỉ IP được viết bằng các con số khó nhớ được dịch vụ DNS dịch thành những từ mà con người có thể đọc được. Thông thường thì dịch vụ DNS là nơi giữ cho các trang web hoạt động, cho dù chúng bị tấn công bởi mã độc hại từ bên ngoài. Mã độc hại này thường tấn công cùng một lúc để tạo một lưu lượng thông tin truyền tải lớn, với mục đích làm sập dịch vụ DNS, dẫn tới gián đoạn dịch vụ Internet. Giống như cùng lúc quá nhiều xe chạy ra cùng một con đường, dẫn đến giao thông hoàn toàn tắc nghẽn. Các dịch vụ DNS của Akamai bảo vệ chống lại các cuộc tấn công đó, được gọi là các cuộc tấn công DDoS, hoặc các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Vài phút sau 1 giờ chiều, công ty cho biết trên Twitter rằng họ đã khắc phục được sự cố này. Nhưng các báo cáo cho thấy hàng chục ngàn trang web và ứng dụng của công ty tiếp tục bị gián đoạn, bao gồm các hãng hàng không, ngân hàng, công ty công nghệ và nhà bán lẻ. Pingdom là một dịch vụ theo dõi lưu lượng truy cập Internet toàn cầu, báo cáo rằng đã từng có những lúc có hơn 34.000 trang web ngừng hoạt động vì nhiều lý do khác nhau. Kể từ 1 giờ chiều vẫn còn hơn 18.000 trang web chưa hoạt động, trong đó có gần 200 trang ở Canada. Cách đây chưa đầy một tháng, một sự cố DNS tương tự tại công ty dịch vụ web Fastly cũng đã xóa sổ hàng ngàn trang web và gây thiệt hại kinh tế 2 tỷ đô la Mỹ. Và sau đây là cập nhật nhanh tình hình COVID-19 tại Canada. Tính đến tối ngày 22 tháng 7, Canada báo cáo thêm 570 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.425.105. Trong số đó thì có 4.508 ca còn bệnh. Số ca tử vong là 26.526 cho đến nay. Đến nay thì hơn 46.6 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì gần 26.6 triệu người, tức là 70% tổng dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, và 52% tổng dân số đã được tiêm 2 liều. Trong số 570 ca bệnh mới được báo cáo trên khắp Canada, trong đó thì tỉnh British Columbia có 89 ca bệnh mới, Alberta có 106 ca, Saskatchewan có 26 ca, Manitoba có 56 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Tỉnh Ontario thì báo cáo 185 ca bệnh mới cùng 7 ca tử vong. Tỉnh Quebec có 99 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. New Brunswick thì có 1 ca bệnh mới, và vùng lãnh thổ Yukon có 8 ca bệnh mới. Tại tỉnh Ontario, Ban Cố vấn Khoa học COVID-19 của tỉnh đưa ra khuyến nghị về chứng chỉ vaccine. Ban Cố vấn Khoa học COVID-19 của tỉnh Ontario đã đưa ra các khuyến nghị về việc tỉnh có nên cấp giấy chứng nhận vaccine cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ hay không. Bản khuyến nghị tóm tắt dài 21 trang được công bố hôm thứ Tư cho thấy họ có thể cho phép mở lại các cơ sở có rủi ro cao sớm hơn và hoặc tăng số lượng người. Bản khuyến nghị cho biết chứng chỉ vaccine có thể được sử dụng để quản lý người được vào các địa điểm có nguy cơ cao, bao gồm phòng tập thể dục, nhà hàng, các sự kiện văn hóa và thể thao, và cũng có thể được sử dụng trong các môi trường như trường học và nơi làm việc mà yêu cầu tiêm chủng bắt buộc. Thị trưởng John Tory nói rằng ông rất vui vì ban khoa học đang nhìn vào điều này. Ông cho biết ông dự đoán rất nhiều câu hỏi từ các phụ huynh lo lắng về tình trạng tiêm chủng của các học sinh khác khi con họ trở lại lớp học vào tháng 9. Khuyến nghị của ban khoa học cho biết trên cơ sở dài hạn, giấy chứng nhận vaccine có thể dùng như hồ sơ tiêm chủng, an toàn, tiêu chuẩn hóa và có thể truy cập và mang theo mà có thể kiểm chứng. Báo cáo cũng cho biết do bệnh COVID-19 được dự đoán theo mùa, cũng như có các biến thể cần quan tâm, việc thực hiện giấy chứng nhận vaccine có thể hữu ích nếu các biện pháp y tế công cộng cần được áp dụng lại. Báo cáo cũng thừa nhận các vấn đề về pháp lý, đạo đức, quyền riêng tư và khả năng tiếp cận quan trọng cần được giải quyết nếu giấy chứng nhận vaccine được cấp. Thủ hiến Đức Phô đã phản đối mạnh mẽ ý tưởng về hộ chiếu vaccine, nói rằng chúng ta sẽ không có một xã hội chia rẽ. Tất cả mọi người đều có bằng chứng của họ khi họ tiêm phòng, thủ hiến Ford cho biết vào tuần trước. Trong khi đó, thì Hội đồng Thương mại vùng Toronto đã kêu gọi chính phủ Ontario giới thiệu hệ thống hộ chiếu vaccine cho hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Tỉnh Quebec thì hiện tiến hành áp dụng hệ thống hộ chiếu vaccine của riêng họ vào tháng 9 ở các khu vực xảy ra dịch COVID-19, yêu cầu mọi người chứng minh họ đã được tiêm chủng để vào những nơi như phòng tập thể dục và quán bar. Dịch vụ tiêm chủng di động ra mắt ở Alberta. Một phòng tiêm chủng di động ra mắt giúp đỡ cho những người ở Alberta trong vùng nông thôn gặp phải khó khăn trong việc tiêm vaccine COVID-19. Alberta Health đã hợp tác với một liên minh các doanh nghiệp để thành lập một phòng tiêm chủng sẽ tiêm liều vaccine thứ nhất và thứ hai tại các trại làm việc ở xa, các cộng đồng nông thôn và những người dân khó tiếp cận. Các nhà tổ chức cho biết, phòng tiêm chủng di động này là kết quả của nhiều tháng hợp tác giữa Bộ Y tế Alberta và Liên minh Công nghiệp Tiêm chủng Alberta, một nhóm gồm 40 doanh nghiệp. Chuyến đi bắt đầu vào tuần tới tại khu vực Banff và Kananaskis. Xe buýt chở 6 nhân viên tiêm chủng và nhân viên hỗ trợ y tế. Dự kiến các y tá sẽ có thể tiêm 300 liều vaccine một ngày. Chuyến đi dự kiến kéo dài 2 tháng vẫn đang được quy hoạch. Và để yêu cầu đưa phòng tiêm di động này đến một địa điểm có thể được thực hiện từ trang mạng businesscouncillab.com/vaccination. Các trường đại học Waterloo, Guelph yêu cầu sinh viên phải tiêm phòng khi sống tại ký túc xá. 3 trường đại học ở vùng Waterloo, Guelph, tỉnh bang Ontario đã theo sau nhiều trường đại học khác ở trong tỉnh yêu cầu sinh viên phải được chủng ngừa COVID-19 đầy đủ nếu họ chọn ở tại ký túc xá của nhà trường. Đại học Waterloo và Đại học Wilfrid Laurier, cả hai đều nằm ở trong thành phố Waterloo, cho biết họ đưa ra quyết định dựa trên lời khuyên của nhân viên y tế địa phương. Đại học Waterloo cho biết sinh viên sẽ cần tiêm ít nhất là một liều vaccine COVID-19 trước khi chuyển đến và sẽ cần cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng trước đó. Sinh viên sẽ phải tiêm liều thứ 2 trước ngày 1 tháng 11. Tại Đại học Wilfrid Laurier, học sinh sẽ được khuyến khích tiêm liều vaccine đầu tiên 14 ngày trước ngày chuyển đến. Những ai không thể tiêm ngừa trước khi đến sẽ có một tuần sau ngày chuyển đến để tiêm liều đầu tiên. Trường sẽ giúp tạo điều kiện tiếp cận với vaccine tùy vào nguồn cung. Chính sách của trường Đại học Guelph sẽ giống như Laurier. Sinh viên sẽ có 7 ngày sau khi đến để tiêm mũi đầu tiên và sẽ cần tiêm mũi thứ 2 ngày khi có thể. Các trường đại học cho biết yêu cầu này sẽ không được thực thi đối với những người không thể tiêm chủng vì lý do y tế hoặc miễn trừ khác, theo Bộ luật Nhân quyền Ontario. Tỷ lệ văn phòng trống ở trung tâm thành phố Calgary đạt mức cao mới 29,2%. Công ty bất động sản thương mại Avison Young cho biết tỷ lệ trống của tháp văn phòng ở trung tâm thành phố Calgary hiện là 29,2%. Con số này tăng từ 28,9% trong 3 tháng đầu năm 2021 và tăng từ 25% trong quý 2 của năm 2020. Avison Young dự đoán sẽ có hơn 14 triệu feet vuông diện tích trống ở trung tâm thành phố Calgary vào cuối năm 2021, dẫn đến tỷ lệ trống cao mới trên 30%. Khu trung tâm của Calgary đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi giá dầu thấp trong nhiều năm, cộng thêm làn sóng mua bán và sát nhập trong khu vực dầu khí. Các công ty năng lượng và kỹ thuật liên quan đã chiếm 57% trung tâm thành phố Calgary vào năm 2012. Hiện họ chỉ chiếm 32% trung tâm thành phố. Thành phố Calgary đang tìm cách giải quyết vấn đề này. Họ đã dành 45 triệu đô la ưu đãi để khuyến khích các nhà phát triển tư nhân chuyển đổi các tòa tháp văn phòng trống thành không gian ở. Thành phố đã dành 200 triệu đô la cho kế hoạch tại trung tâm trị giá 1 tỷ đô la và hy vọng sẽ có lớp chính phủ khác để bù đắp vào phần còn thiếu. Avison Young cho biết 5 trong số 170 tòa nhà văn phòng của trung tâm thành phố Calgary hiện đang hoàn toàn trống, có thêm 7 bất động sản với ít nhất 75% không gian trống. Một số xe hơi cũ đang được bán với giá như xe mới. Đây là lý do tại sao và bạn có nên mua xe cũ. Mua một chiếc xe hơi đã qua sử dụng nhẹ nhàng chỉ mới 2 hoặc 3 năm tuổi là một chiến lược lâu đời dành cho những người tiêu dùng hiểu biết để có thể ngồi sau tay lái của một chiếc xe vẫn còn khá mới mà không bị sốc khi mua chiếc xe mới ra khỏi dây chuyền lắp ráp của nhà máy. Nhưng trong thực tế đảo ngược của đại dịch COVID-19, điều đó phần lớn không còn như vậy nữa. Ông Brian Murphy là giám đốc điều hành của Kelley Blue Book and Data Solutions cho biết, chúng tôi đang chứng kiến những chiếc xe đã qua sử dụng nhẹ, thực sự được bán với giá gần như một chiếc xe mới hoặc trong một số trường hợp còn đắt hơn một chút so với một chiếc xe mới. Theo ông thì giá xe hơi đã qua sử dụng ở Canada là mức cao nhất chưa từng có. Ông cảnh báo ngay cả khi bạn đã sẵn sàng mua một chiếc xe cũ hơn một chút, bạn có thể phải trải rộng mạng lưới của mình mới có thể tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm, do nguồn cung đang rất hạn chế. Vậy bạn có nên mua xe cũ hay không? Ông Murphy nói rằng giá xe cũ tăng chóng mặt chủ yếu là do sự thiếu hụt microchip toàn cầu đang cản trở việc sản xuất xe mới. Với việc ít xe hơi và xe tải được sản xuất thì cả người tiêu dùng và công ty cho thuê đều giữ xe của họ lâu hơn, do đó làm giảm số lượng xe cũ được rao bán. Đặc biệt, sự thu hồi từ các công ty cho thuê đã làm cạn kiệt đáng kể nguồn cung của những chiếc xe đã qua sử dụng chỉ mới 2 năm tuổi đang được thèm muốn. Ông Murphy cho biết, trước đây thì nhiều công ty cho thuê có xu hướng bán xe của họ sau 12 đến 24 tháng. Khi nhu cầu giảm trong đại dịch, các công ty cho thuê xe hơi trên khắp Canada đã bán trung bình từ 30 đến 40% lượng xe của họ. Tuy nhiên thì hiện nay du lịch trong nước đã phần nào phục hồi và nguồn cung xe mới vẫn khan hiếm. Các công ty cho thuê đang phải tranh giành để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Theo ông Murphy, các công ty cho thuê xe hơi vẫn tiếp tục giữ lại để sử dụng những chiếc xe hiện có của họ và đôi khi còn mua thêm những chiếc xe cũ khác. Việc Hoa Kỳ đang gặp phải tình trạng thiếu xe hơi cũ ở mức kỷ lục cũng không giúp ích được gì. Khối lượng xe đã qua sử dụng ở Canada được bán ở Hoa Kỳ thường là giảm và theo xu hướng tỷ giá hối đoái. Ví dụ, từ năm 2007 đến năm 2014, khi đồng đô la Canada được giao dịch gần bằng hoặc cao hơn so với đồng bạc xanh, nhập khẩu xe cũ vào Mỹ đã giảm nhiều, xuống chỉ còn 6.000 chiếc trong năm 2008. Nhưng đến năm 2016, khi đồng loonie yếu đi đáng kể, thì xuất khẩu xe hơi đã qua sử dụng của Canada đã đạt đỉnh gần 345.000 xe. Nhưng mặc dù đồng đô la Canada tăng giá mạnh trong vài tháng qua, nhu cầu của Hoa Kỳ đối với xe hơi cũ đã qua sử dụng ở Canada vẫn tăng mạnh. Ông Murphy cho biết thêm, các xe hơi mới thường mất khoảng 30% giá trị trong vòng 2 năm đầu tiên khi rời khỏi nhà máy sản xuất, mặc dù tốc độ giảm giá chậm lại sau đó. Nhưng vì sự thiếu hụt này, một số loại xe có nhu cầu rất lớn. Một số loại xe như SUV, xe thể thao và xe tải, chúng hầu như không bị mất giá. Những người mua sắm xe hơi ngày nay thường phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa việc chấp nhận chờ nhiều tháng trời để mua xe mới hoặc mua một chiếc xe đã qua sử dụng nhẹ với mức giá tương đương và còn ít bảo hành. Đó là một câu hỏi hóc búa hiện nay, ông Murphy nói. Nếu bạn đang bán, hãy kiểm tra giá. Ông Murphy nói thêm, mặc dù sự thiếu hụt nguồn cung đang khiến người mua đau đầu, nhưng đó là cơ hội cho những người bán có dư xe hơi mà họ không còn sử dụng nhiều. Bạn có thể sử dụng trang web như Kelley Blue Book hoặc Canadian Black Book để tham khảo giá cả để bảo đảm rằng bạn liệt kê giá mà người mua hiện tại sẵn sàng trả. Tiếp theo là một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Nghiên cứu cho thấy vaccine Pfizer và AstraZeneca có hiệu quả ngăn ngừa biến thể Delta. Ngân hàng Trung ương châu Âu cam kết lãi suất thấp trong thời gian lâu hơn khi virus lan rộng. Trung Quốc bác bỏ kế hoạch nghiên cứu thêm về nguồn gốc COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Số người chết vì lũ lụt ở Bỉ đã tăng lên 37 người, thêm 6 người mất tích. Hoa Kỳ hỗ trợ thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Và một số cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới. Nghiên cứu cho thấy Pfizer và AstraZeneca có hiệu quả ngăn ngừa biến thể Delta COVID-19. Hai liều vaccine Pfizer cho thấy hiệu quả 88% trong việc ngăn ngừa biến thể Delta, so với 93,7% hiệu quả đối với biến thể Alpha. Trong khi đó, thì hai liều AstraZeneca có hiệu quả 67% đối với biến thể Delta và 74,5% hiệu quả đối với biến thể Alpha. Các quan chức cho biết, vaccine có hiệu quả cao đối với biến thể Delta là loại biến thể hiện đang thống trị các ca nhiễm trên toàn thế giới. Tuy nghiên cứu nhắc lại rằng một liều vaccine không đủ để bảo vệ cao. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học New England hôm thứ Tư xác nhận những phát hiện hàng đầu do Public Health England, gọi tắt là PHE, đã đưa ra vào tháng 5 và hiệu quả của vaccine COVID-19 do Pfizer-BioNTech và Oxford AstraZeneca sản xuất. Nghiên cứu không xem xét hiệu quả của việc pha trộn các liều vaccine khác nhau, mặc dù nghiên cứu đang diễn ra ở Anh cho thấy vaccine Pfizer-BioNTech và AstraZeneca Oxford dường như tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn so với việc tiêm hai liều AstraZeneca. Nghiên cứu đầy đủ cũng cho thấy một liều vaccine Pfizer có hiệu quả 36% và một liều AstraZeneca có hiệu quả khoảng 30%. Nhà miễn dịch học Matthew Miller tại Hamilton, giáo sư đại học McMaster và là thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Miễn dịch học của trường, gọi đây là một nghiên cứu mạnh mẽ. Ông cũng lưu ý mức độ hiệu quả cao trong việc nghiên cứu của hai loại vaccine đều đã được sử dụng ở Canada là một dấu hiệu tốt cho đất nước trong tương lai. ECB cam kết lãi suất thấp trong thời gian lâu hơn khi virus lan rộng. Ngân hàng Trung ương châu Âu, gọi tắt là ECB, hôm thứ Năm đã cam kết giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục lâu hơn nữa để thúc đẩy lạm phát. Họ cảnh báo rằng biến thể Delta lây lan nhanh chóng là nguy cơ cho sự phục hồi của khu vực đồng euro. Chủ tịch của ECB Christine Lagarde phát biểu trong một cuộc họp báo: "Chúng tôi làm như vậy để nhấn mạnh cam kết duy trì lập trường chính sách tiền tệ có khả năng điều chỉnh để đáp ứng mục tiêu lạm phát." Một nhóm quan trọng trong Hội đồng Thống đốc gồm 25 thành viên đã đưa ra nhiều phản đối khác nhau, nhưng Lagarde thuyết phục hầu hết những người bất đồng chứng kiến. Theo chiến lược mới của ECB, thì lạm phát có thể được phép tạm thời vượt quá mức mục tiêu khi cần hỗ trợ tiền tệ đặc biệt mạnh mẽ hoặc dài dẳng. Lạm phát đã không đạt được mục tiêu trong hầu hết thập kỷ qua, ngay cả khi lãi suất giảm xuống mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, những người khác cảm thấy ECB chưa đi đủ xa. Đồng euro mạnh lên so với đồng đô la sau khi cuộc họp báo của Lagarde, trong khi lãi suất trái phiếu của chính phủ khu vực đồng euro giảm. Thống đốc từ các quốc gia mắc nợ nhiều hơn như là Bồ Đào Nha và Ý đã ra hiệu lực trước cuộc họp để tranh luận rằng chiến lược mới có nghĩa là ECB nên giữ cho các nguồn tiền rộng mở lâu hơn nữa. Nhưng những người không ủng hộ lạm phát, vốn ủng hộ chính sách thắt chặt hơn, có xu hướng đến từ các nước ít mắc nợ hơn như là Đức, đã thận trọng hơn vì mong đợi áp lực giá sẽ quay trở lại sớm. Mục tiêu lạm phát của ECB đã vượt xa hơn nữa kể từ khi bắt đầu đại dịch mà Lagarde cho biết vẫn là một mối đe dọa. ECB đã cam kết tiếp tục chương trình mua hàng khẩn cấp cho đại dịch trị giá 1,85 ngàn tỷ euro, tức là khoảng 2,18 ngàn tỷ Mỹ Kim, cho đến khi giai đoạn khủng hoảng của đại dịch kết thúc và ít nhất là cho đến tháng 3 năm 2022. Cơ quan sẽ sớm cần quyết định khi nào nên dừng chương trình và liệu có nên thay thế bằng các kế hoạch khác hay không. Theo các nhà hoạch định chính sách bảo thủ, tình trạng khẩn cấp COVID-19 đang mất dần nên ECB cần phải từ bỏ quyền hạn bất thường của mình và quay trở lại biện pháp truyền thống, ràng buộc bởi các quy tắc chặt chẽ hơn và tập trung vào việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Trung Quốc bác bỏ kế hoạch nghiên cứu thêm về nguồn gốc COVID-19 của WHO. Hoa Kỳ và những quốc gia khác nói rằng Trung Quốc đã không minh bạch về các sự kiện trong những ngày đầu của đại dịch. Trung Quốc không thể chấp nhận kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới cho giai đoạn 2 của một nghiên cứu về nguồn gốc của COVID-19. Zhang Yixin, Thứ trưởng của Ủy ban Y tế Quốc gia, cho biết ông khá ngạc nhiên rằng kế hoạch này bao gồm việc điều tra thêm về giả thuyết rằng virus có thể đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Ông đã bác bỏ ý tưởng rò rỉ phòng thí nghiệm cho rằng đây là một tin đồn trái với lẽ thường và khoa học. Việc tìm kiếm nguồn gốc của virus đã trở thành một vấn đề ngoại giao, khiến cho mối quan hệ của Trung Quốc với Hoa Kỳ và nhiều đồng minh của Hoa Kỳ ngày càng xấu đi. Các nước này nói rằng Trung Quốc đã không minh bạch về những gì đã xảy ra trong những ngày đầu của đại dịch. Trung Quốc cáo buộc các nhà phê bình đang tìm cách đổ lỗi cho đại dịch và chính trị hóa một vấn đề khoa học. Chính quyền Biden trong một tuyên bố hôm thứ Năm đã chỉ trích việc Trung Quốc từ chối kế hoạch của WHO cho giai đoạn 2 của một nghiên cứu về nguồn gốc của COVID-19. Chúng tôi vô cùng thất vọng, lập trường của họ là vô trách nhiệm và nói thẳng ra là nguy hiểm, Nhà Trắng nói. Cùng với các quốc gia thành viên khác trên khắp thế giới, chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc cung cấp quyền truy cập cần thiết vào dữ liệu và mẫu. Và điều này rất quan trọng để chúng tôi có thể tìm hiểu và ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Đây là việc cứu sống nhiều người trong tương lai, và đó là không phải là thời điểm để trở thành bức tường đá. Giai đoạn đầu của nghiên cứu đã được tiến hành vào đầu năm nay bởi một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã đến Vũ Hán để làm việc với các đối tác Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu bị cáo buộc đã cúi đầu trước các yêu cầu từ phía Trung Quốc sau khi ban đầu chỉ ra rằng không cần nghiên cứu thêm. Ông Zhang Yixin cho biết phòng thí nghiệm Vũ Hán không có virus nào có thể lây nhiễm trực tiếp sang người, và nhóm của WHO đã kết luận rằng điều này rất khó xảy ra. Suy đoán rằng nhân viên và sinh viên tại phòng thí nghiệm đã bị nhiễm bệnh và bắt đầu lây lan virus trong thành phố là sai sự thật. Câu hỏi đặt ra với hầu hết các chuyên gia là liệu khả năng rò rỉ từ phòng thí nghiệm có xa vời đến mức loại bỏ nó không, hay liệu có đáng để nghiên cứu thêm. Yuan Chumin, giám đốc phòng thí nghiệm an toàn sinh học tại Viện Virus học Vũ Hán cho biết họ đã không lưu trữ hoặc nghiên cứu về loại coronavirus mới trước đại dịch. Nhóm nghiên cứu của WHO đã từng kết luận rằng virus rất có thể đã nhảy từ động vật sang người và có thể từ dơi sang động vật trung gian. Vào tuần trước, ông Tedros cho biết ông hy vọng có được sự hợp tác và tiếp cận dữ liệu từ Trung Quốc tốt hơn. Ông nói, chúng tôi đang yêu cầu Trung Quốc minh bạch, cởi mở và hợp tác, đặc biệt là về thông tin dữ liệu thô mà chúng tôi đã yêu cầu trong những ngày đầu của đại dịch. Lời nói của ông đã được lặp lại bởi Bộ trưởng Y tế Đức là ông Jens Spahn, người yêu cầu Trung Quốc tăng cường hợp tác trong việc tìm kiếm nguồn gốc của virus. Lây truyền COVID tại Trung Quốc phần lớn đã chấm dứt thông qua phong tỏa và yêu cầu đeo khẩu trang. Và hiện Trung Quốc đã tiêm hơn 1,4 tỷ liều vaccine. Chỉ có 12 trường hợp lây lan trong nước mới được báo cáo trong hôm thứ Năm, và số người chết vì COVID-19 của Trung Quốc không thay đổi trong nhiều tháng, và con số đó là 4.636 người. Số người chết vì lũ lụt ở Bỉ đã tăng lên 37 người và thêm 6 người mất tích. Hôm thứ Năm, chính quyền Bỉ đã nâng tổng số người chết do các trận lũ quét và sông vỡ vào tuần trước lên 37 người, với thêm 6 người mất tích. Ở miền Tây nước Đức thì lũ lụt đã giết chết ít nhất 160 người. Trung tâm của Bỉ cho biết thêm, trong số 473 người được báo cáo mất tích, vẫn không có dấu vết của 6 người. Đối với một số người có thể có dấu hiệu sự sống, nhưng đối với một số khác không may mắn, có khả năng rất cao là họ sẽ nằm trong số các trường hợp tử vong. Trung tâm khủng hoảng của Bỉ, nơi đang điều phối hoạt động cứu hộ và cứu trợ, cho biết. Tại Đức thì hơn 170 người chết trong trận lũ lụt tuần trước, là một thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất của đất nước trong hơn nửa thế kỷ, và hàng ngàn người mất tích. Hoa Kỳ hỗ trợ thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 3 triệu liều vaccine Moderna tới Việt Nam vào thứ Năm, nâng tổng số viện trợ cho Việt Nam lên 5 triệu liều. Việt Nam sẽ tổ chức đợt tiêm phòng tiếp theo vào cuối tuần này, khi đất nước đang đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất. Sau khi ngăn chặn thành công virus gây ra phần lớn đại dịch, Việt Nam hiện đang chứng kiến sự gia tăng các ca lây nhiễm hàng ngày lên mức kỷ lục. Các liều vaccine COVID-19 mới nhất được đưa tới Việt Nam là một phần trong cam kết ban đầu của Tổng thống Joe Biden về việc tặng 80 triệu liều vaccine cho các quốc gia trên thế giới. Washington cũng đã cam kết mua 500 triệu liều vaccine Pfizer để phân phối cho Liên minh châu Phi và 92 quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Quan chức Nhà Trắng cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để xây dựng một thế giới an toàn và bảo mật hơn trước các mối đe dọa từ bệnh truyền nhiễm. Tiếp theo sau đây là một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam. Tại Việt Nam, theo Bộ Y tế, tính đến 19 giờ ngày 22 tháng 7 giờ Việt Nam, số ca nhiễm mới trong ngày là 6.194 ca, trong đó Sài Gòn có 4.218 ca, Bình Dương có 697 ca, Long An 432 ca và không ghi nhận ca tử vong nào. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 129 người, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là thiết bị hỗ trợ sự sống là 18 người. Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 74.371 ca cho đến nay, trong đó thì 13.421 người đã được điều trị khỏi. Số ca tử vong được ghi nhận trên toàn quốc là 334 người. Tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay thì số ca nhiễm mới được ghi nhận trong nước là 64.508 ca. Tổng cộng Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng cho trên 4,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó thì số người đã được tiêm một mũi là trên 4 triệu người. Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 324.955 người. Tính đến tối ngày 22 tháng 7, hơn 192,1 triệu ca nhiễm đã được báo cáo trên toàn thế giới, trong đó hơn 4,1 triệu ca tử vong. Tại Hoa Kỳ, Giám đốc Rochelle Walensky của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết, CDC đã không sửa đổi hướng dẫn về đeo khẩu trang, ngay cả khi biến thể Delta đang quét qua Hoa Kỳ làm gia tăng các bệnh nhiễm trùng. Tổng thống Joe Biden cho biết các chuyên gia đang nghiên cứu mọi thay đổi cần thiết. Tổng thống cũng cho biết hôm thứ Tư rằng CDC có khả năng sẽ khuyên trẻ em chưa được tiêm chủng đeo khẩu trang đến trường khi các học khu trên khắp đất nước chuẩn bị mở cửa trở lại cho năm học tới. CDC cũng cho biết trung bình 7 ngày, số ca mắc mới ở Hoa Kỳ đã tăng 53% so với tuần trước. Biến thể Delta lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ, hiện chiếm hơn 80% các ca bệnh mới ở Hoa Kỳ và đã được phát hiện ở hơn 90 quốc gia. Giám đốc Walensky cho biết một số bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ đang đến giới hạn công suất khi các ca nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng. Số ca mắc mới tăng cao tập trung ở những vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Giám đốc lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Nhà Trắng là Jeffrey Sien cho biết Florida, Texas và Missouri chiếm 40% tổng số trường hợp mới trên toàn quốc, với khoảng 1/5 trong số tất cả các trường hợp mới của Hoa Kỳ xảy ra ở Florida. Ông Zian cũng nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phân phối hàng chục triệu vaccine COVID-19 trên khắp thế giới. CDC và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đang xem xét dữ liệu để xem liệu có suy giảm khả năng miễn dịch ở những người được tiêm chủng hay không, để xác định xem có cần tiêm thêm mũi tiêm nhắc lại hay không. Ở châu Âu, Ý sẽ sớm yêu cầu mọi người phải có giấy phép phản ánh tình trạng sức khỏe để vào các phòng tập thể dục, bảo tàng, rạp chiếu phim, bên trong nhà hàng và các địa điểm khác. Để đủ điều kiện để được thông qua, các cá nhân phải chứng minh đã được nhận ít nhất một liều vaccine trong 9 tháng qua, hồi phục sau COVID-19 trong 6 tháng qua, hoặc xét nghiệm âm tính trong 48 giờ trước đó. Hôm thứ Năm, thì đặc phái viên của Liên minh châu Phi về COVID-19 cho biết châu Phi đang đối mặt với đợt dịch nghiêm trọng thứ ba, sẽ bắt đầu nhận được lô 400 triệu liều vaccine đầu tiên từ Johnson & Johnson vào tuần tới. Cho đến nay thì chỉ có khoảng 60 triệu liều được sử dụng trong tổng dân số 1,3 tỷ người trên lục địa 55 quốc gia này. Ở châu Mỹ, YouTube cho biết họ đã xóa những video trên kênh của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vì phát tán thông tin sai lệch về đợt bùng phát COVID-19. Trong các video, cựu đại úy quân đội cực hữu, người đã giám sát đợt bùng phát dịch chết người thứ hai trên thế giới, thường xuyên bày tỏ sự nghi ngờ của mình về mức độ nghiêm trọng của virus, sự ngu ngốc của các biện pháp yêu cầu ở nhà và sự kỳ diệu của các loại thuốc chưa được chứng minh như hydroxychloroquine trong các video của ông. Tại châu Á, thì Hàn Quốc đang báo cáo 1.842 ca nhiễm mới được xác nhận trong 24 giờ qua, lập kỷ lục mới trong một ngày trong 2 ngày liên tiếp. Quốc gia này đã chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm trùng trong những tuần gần đây, trong bối cảnh chương trình tiêm chủng chậm chạp, sự mất cảnh giác của cộng đồng và sự lây lan của các biến thể Delta. Và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về đồng đô la Canada, giá vàng và giá dầu. Vào cuối ngày giao dịch của ngày 22 tháng 7, đồng đô la Canada bằng 0,7957 đô la Mỹ và bằng 0,6755 đồng euro. Trong khi đó, thì 1 đô la Canada bằng 18.309 đồng Việt Nam, theo Axie.com. Giá dầu thô WTI là 71,91 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 73,63 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng dòng ngày là 1.806,80 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada của ngày 23 tháng 7 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị đăng ký kênh, subscribe và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú, được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng ontario.ca/book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.